Xin kính chào quý anh chị và các bạn, mình là Lương Sun App nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và các anh chị một cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền trên internet hoàn toàn miễn phí. Đây không phải là một con app kiếm tiền như trước giờ mình vẫn làm. Mình giới thiệu với mục đích mình mong muốn mọi người có thể cùng kiếm tiền được trên mạng internet. Chung là cái kênh của mình á, thì không phải là cái con app nào nó mang lại cái lợi ích cho mình á, thì mình mới làm. Cái mục đích chính của mình á là chỉ muốn là giúp được tất cả các bạn có thể kiếm được tiền trên internet. Thì đối với cái nền tảng lần này mình giới thiệu cho các bạn có tên là AssetTrade. Thì cái tên này cũng khá là quen thuộc đối với những bạn đã tham gia kiếm tiền online lâu rồi. Thì bên cạnh đó thì mình cũng biết có một số bạn là chưa biết tới. Và cũng có thể là các bạn xem những người khác họ review, họ hướng dẫn, bạn cảm thấy nó phức tạp, nó dài dòng quá nên các bạn cũng cảm thấy các bạn nản, các bạn không muốn làm. Thì hôm nay mình sẽ tìm mọi cách để mình hướng dẫn một cách dễ hiểu nhất, một cách đơn giản nhất để các bạn có thể làm, các bạn kiếm tiền nha. Thì các bạn có thể bấm vào cái đường link của mình để bên dưới, hoặc là các bạn có thể lên Google, các bạn search, các bạn tìm kiếm không sao hết. Thì cái cách này nó miễn phí và chúng ta chỉ cần bỏ ra một cái chút ít công của mình thôi. Thì đối với cái nền tảng này thì nó giống như là một cái nhà quảng cáo vậy đó. Thì chúng ta sẽ làm việc cho nó, chúng ta sẽ quảng bá những cái sản phẩm của nó, những cái sản phẩm của các cái nhãn hàng người ta nhờ nó quảng cáo. Thì nó sẽ giống như là mình là nhân viên của nó, mình sẽ đi quảng cáo giúp nó và nó sẽ trả tiền cho mình vào cuối tháng. Cứ mỗi 30 ngày thì nó sẽ trả cho mình một lần. Thì mình nhận mỗi tháng thì giống như mình nhận tiền lương vậy các bạn. Thì nó sẽ rất là ổn định và lâu dài luôn. Ngoài cái cách các bạn đi quảng bá, các bạn giới thiệu cho người khác cài đặt những cái ứng dụng, thì các bạn cũng có thể, các bạn tự cài đặt cũng cũng có thể kiếm được tiền luôn. Hoặc các bạn có thể kiếm được, các bạn mua đồ trên Shopee, các bạn vẫn có thể kiếm được tiền luôn. Nó hay một cái như vậy, cho nên mình mới muốn hướng dẫn hoàn toàn free cho bạn. Thì những bạn nào cảm thấy yêu thích mình thì hãy để cho mình một like và một đăng ký, mình xin cảm ơn các bạn và các anh chị rất nhiều. Rồi mình bắt đầu luôn ha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ lên Google, bạn sẽ vào một cái trang web của mình. Bạn có thể lên Safari của iPhone, hoặc các bạn có thể lên những cái Google Chrome của cái những cái điện thoại Android ha. Thì các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm của Google, đó là AssetTrade. Thì bạn gõ một chữ A, hai chữ C, một chữ E và hai chữ S, TRADE ha, .vn. Rồi ở đây nó sẽ hiện nhìn ra như thế này. Thì đối với cái trang web hiện trên điện thoại á, thì nó sẽ không thấy được cái chỗ đăng ký và cái chỗ đăng nhập, cho nên các bạn sẽ bấm vào cái nút 3 gạch. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua cái chế độ hiển thị là màn hình của máy tính. Máy tính thì nó sẽ hiện ra ở đây có một cái nút đăng ký và một cái nút đăng nhập. Thì các bạn sẽ bấm vào cái nút đăng ký để các bạn đăng ký tài khoản nha. Rồi ở đây thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ điền họ tên nè, số điện thoại, email nè, tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu một lần nữa. Đối với email và số điện thoại thì các bạn lưu ý là các bạn phải dùng cái email thật của các bạn đang sử dụng và cái số điện thoại thật của các bạn. Vì sau này nó sẽ cần chúng ta sẽ xác minh tài khoản của mình á. Rồi ở dưới này các bạn sẽ tích vào hai cái ô đồng ý ở dưới đây. Đồng ý với các những điều khoản cho đối tác và đồng ý với thông tin từ AssetTrade ha. Rồi các bạn sẽ click vào cái ô tôi không phải là người máy. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút đăng ký. Tức là sau khi các bạn đã điền đầy đủ hết tất cả các thông tin nha. Rồi sau khi các bạn đăng ký á, thì nó sẽ gửi một cái email về cái mail của bạn. Thì bạn cần phải vào email của bạn để các bạn bấm vào cái đường link để xác thực cái tài khoản của mình. Và sau đó các bạn sẽ quay trở lại, các bạn đăng nhập vào. Đó, sau khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ hiện lên như thế này nha. Nó hiện lên như thế này là cái trang web dành cho điện thoại. Thì các bạn cũng có thể chuyển sang cái trang web như trên máy tính, chuyển sang trang web trên máy tính như y như hồi nãy nha. Thì nó sẽ hiển thị đầy đủ hơn. Với cái trang web dành cho điện thoại thì nó có một chút hạn chế. Trên máy tính thì nó sẽ đầy đủ các thông tin và các cái chi tiết hơn. Thì khi các bạn đăng nhập vào lúc nào cũng vậy, là nó sẽ hiện lên cái bảng thống kê cái doanh thu của mình đầu tiên. Thì ở đây mình sẽ bấm cái doanh thu của mình lên cho các bạn xem ha. Thì cái hoa hồng phát sinh của mình là 234.000 trong một cái tháng này, và cái giá trị chuyển đổi phát sinh của mình là 1.422.000. Mình đâu có cần làm cái gì đâu các bạn, mình vào đây mình tạo một cái liên kết và mình
mua đồ trên Shopee thôi á, là nó hoàn tiền cho mình 200 mấy á. Nói chung là cũng mình cũng chả cần phải đi giới thiệu cho ai cả. Thì chút xíu thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn, nó đơn giản lắm. Ở đây nè, nó sẽ nói chung là nó sẽ tạm duyệt cho mình, nó hiển thị như vậy đó, rồi cuối tháng rồi nó băng thẳng tiền vào cái tài khoản ATM cho mình luôn đó. Cứ mỗi 30 ngày mình nhận lương một lần, giống như là cái lương của mình luôn, mỗi 30 ngày là nó sẽ băng tiền cho mình một lần. Rồi cái điều đầu tiên á, để các bạn cần làm á, là các bạn sẽ nhấp vào cái ảnh đại diện của mình ha, sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái thông tin thanh toán, và ở đây các bạn sẽ cập nhật những cái thông tin thanh toán của mình như là tên ngân hàng, số tài khoản và cái tên của bạn nè, cũng như là số chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp ha. Sau đó các bạn up cái ảnh chứng minh nhân dân của mình lên, ảnh mặt trước và mặt sau các bạn chụp chứng minh của mình lên ha. Sau đó các bạn bấm vào cập nhật thông tin, đó là để mỗi cuối tháng á, nó sẽ có cái thông tin này để nó băng tiền cho mình nha. Rồi thì làm cách nào để có thể kiếm tiền được trên cái nền tảng này? Thì ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chỗ là chiến dịch. Rồi ở đây các bạn có thể thấy nè, ở đây là mình sẽ bấm vào cái phần chiến dịch là thương mại điện tử. Thì thương mại điện tử nó là gồm Shopee nè, Tiki, Lazada, rồi Sendo, rồi các kiểu những cái trang web của chúng ta có thể mua sắm online nè. Thì làm cách nào để có thể kiếm tiền được từ những cái trang thương mại điện tử này, thì các bạn có thể là bấm vào Shopee ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái Shopee, còn những cái khác bạn làm y chang luôn. Rồi ok, thôi bây giờ mình thoát ra đi, mình sẽ vào cái app Shopee của mình để mình thực hiện mình mua sắm nha. Ví dụ ở đây các mình muốn mua cái màn hình này nha các bạn, có giá là 3.1 triệu ha. Thì thay vì các bạn bấm vào cái nút mua ngay như bình thường, các bạn cứ lướt Shopee, các bạn lướt Shopee, các bạn bấm, các bạn mua như bình thường, thì bây giờ các bạn chỉ cần làm thêm một bước nữa, đó là các bạn sẽ copy liên kết của cái sản phẩm này. Ví dụ mình muốn mua cái TV nè, mình sẽ bấm vào cái mũi tên chia sẻ trên đây, rồi sau đó mình sẽ bấm vào cái mình sẽ bấm vào sao chép đường liên kết. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái trang AdSense nha. Rồi mình cũng vào thương mại điện tử lại nè, mình vào cái mục Shopee lại nè. Ok, mình bấm vào Shopee nha các bạn. Rồi mình bấm vào tạo link. Mình bấm vào tạo link, sau đó cái ở đây nó có cái phần là link gốc nè, các bạn thấy không? Cái phần link gốc này thì mình sẽ dán cái đường link cái sản phẩm bên Shopee mình vừa copy á, mình dán vào ngay chỗ cái link gốc này. Sau đó các bạn tích vào cái ô tạo link rút gọn và các bạn bấm vào tạo. Đấy, thì nó sẽ tạo cho bạn hai cái đường link. Một cái đường link bạn ngay chỗ mà ô xanh xanh là tạo link thành công nè. Và nó để là link sản phẩm ha, một cái link dài và một cái link ngắn, bạn muốn nhấp vào cái link nào cũng được. Ở đây mình copy cái link ngắn đi cho nó đẹp. Rồi mình copy cái link ngắn thì sao các bạn? Mình sẽ đem ra mình dán ra ngoài cái trình duyệt web của mình. Đó, mình sẽ mở thêm một cái tab trình duyệt web mới để mình dán vào. Thì sau khi mình dán vào đó, nó sẽ hiện lên cái sản phẩm y như hồi nãy luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thể vào các bạn tiến hành các bạn mua như bình thường. Đối với Shopee á, thì ở trên đây nó có ghi nè, là hoàn tiền là 10% đây các bạn. Còn đối với Lazada là 26,4%, và đối với Tiki là 7% nè, đối với Sendo là 14%. Thì cái này nó đơn giản dễ hiểu là như thế này nha các bạn. Thay vì các bạn vào Sendo nè, các bạn vào Tiki, các bạn vào Lazada, các bạn vào Shopee, các bạn mua đồ như bình thường, thì bây giờ các bạn sẽ làm thêm một bước nữa, đó là các bạn sẽ copy cái link sản phẩm đó, các bạn dán vào bên AdSense, và sau đó các bạn vào AdSense, các bạn tạo cái đường link dẫn mới, và các bạn copy lại cái đường link đó ra trình duyệt web, rồi các bạn vẫn vào các bạn mua như bình thường. Thì theo mỗi cái trang thương mại điện tử mà nó sẽ có cái giá hoa hồng, nó hoàn tiền khác nhau nha các bạn. Đó là thì nó đã để đầy đủ như là Shopee là 10%, Tiki là 7% ha các bạn. Thì các bạn mua 10 triệu chẳng hạn đi, là nó 10% là nó sẽ hoàn cho bạn được 1 triệu. Rất là ngon đúng không? Và người ta mua hàng luôn, các bạn có thể nhận. Các bạn thí dụ chị các bạn muốn mua cái món đó đi, thì các bạn nói là bạn sẽ thôi để đó, để em mua giùm cho, thì các bạn sẽ được, thí dụ mua một cái món đó 10 triệu đi, là bạn sẽ được hoàn 1 triệu, và cuối tháng nó sẽ thanh toán cho các bạn luôn. Nó rất là đơn giản đúng không các bạn? Chả có gì khó, các bạn chỉ cần thực hiện thêm một bước nữa là các bạn sẽ mua hàng, nhưng mà mua hàng thông qua cái link của AdSense. Các bạn dán cái đường link sản phẩm nó vào AdSense, xong các bạn copy ra, các bạn mua như bình thường.
thì cuối tháng các bạn sẽ được hoàn tiền. Rồi đó là cách để chúng ta mua hàng, chúng ta được hoàn tiền. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta có thể kiếm được tiền khi chúng ta không mua hàng? À, nó cũng dễ thôi các bạn. Thì ở trên đây các bạn bấm vào một chiến dịch thì nó sẽ có rất là nhiều mục nha: thương mại điện tử, du lịch giải trí, dịch vụ tài chính, dịch vụ trực tuyến, dịch vụ viễn thông. Các bạn có thể bấm vào tất cả những cái dịch vụ này để các bạn xem, các bạn tham khảo. Nó có ghi đầy đủ hết các thông tin. Thí dụ như đây mình sẽ bấm vào những cái dịch vụ di động ha. Thì các bạn có thể thấy nè, MB Bank, Viettel Pay nè, Cat nè, Tnet nè, OCB. Các bạn có thể thấy tại sao những cái YouTuber người ta lại quảng cáo những cái ngân hàng này rất là nhiều. Tại vì họ sử dụng cái liên kết này, họ quảng cáo để họ kiếm tiền. Đây là các bạn có thể thấy như MB Bank, một cái giới thiệu thành công thôi 70.000 nè. Cái Viettel Pay là 116.000 nè. Cái Tnet là 86.000 nè. Và cái OCB bây giờ rất là cao luôn, 120.000 nè các bạn. Bạn sẽ bấm vào những cái từng cái chiến dịch này để các bạn coi ở trong nó sẽ ghi những cái thông tin chi tiết, nó yêu cầu như thế nào thì các bạn nó mới trả tiền cho các bạn. Thí dụ là nó yêu cầu các bạn giới thiệu cái này cho người ta cài vào, người ta KYC thành công, hoặc là người ta thực hiện một cái giao dịch thành công thì các bạn sẽ có tiền. Các bạn sẽ bấm vào đây các bạn coi ha, điều kiện được ghi nhận nè, các bạn sẽ đọc những cái điều khoản ở trong đây. Thì ngoài ra nếu các bạn không giới thiệu được cho ai hết thì sao? Các bạn không có cái khả năng để các bạn đi tuyển những cái người khác họ cài đặt những cái ứng dụng, những cái phần mềm này vào điện thoại của họ thì sao? Thì đơn giản thôi, họ không cài thì bạn tự cài. Đó, bạn vào đây ha, bạn cũng bấm tạo link y chang như hồi nãy các bạn tạo link của Shopee vậy đó. Đó, thì sau khi bạn đăng ký xong thì nó sẽ hiện lên cái nút tạo link như thế này. Thôi bây giờ mình sẽ vào cái Viettel Pay mình làm nha. Rồi, rồi mình sẽ bấm vào cái nút tạo link này các bạn. Rồi mình bấm đồng ý nè. Rồi thì các bạn cũng làm y chang như là hồi nãy bên Shopee luôn. Các bạn bấm vào chữ tạo, các bạn cũng bấm vào check vào cái ô rút gọn link. Các bạn bấm vào chữ tạo. Rồi ở đây nó sẽ cung cấp cho mình hai cái đường link mới của nó nè. Rồi mình sẽ copy một trong hai đường link này để mình dán qua cái trình duyệt web của mình nha các bạn. Rồi qua trình duyệt web mình dán cái link của nó vừa tạo cho mình nha. Rồi mình dán vào, sau khi mình dán vào thì nó sẽ dẫn mình đến một cái trang để mình tải ứng dụng Viettel Pay nè. Thì mình sẽ tải cái ứng dụng này về, mình làm đúng như yêu cầu của nó. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình phải sử dụng cái đường link mình vừa tạo nha, chứ không phải là mình lên CH Play mình tải đại là không được. Mình sử dụng cái đường link ở trong ActiveChange mình vừa mới tạo đó. Bây giờ mình sẽ đóng vai là một người được giới thiệu, mình tự tải luôn, mình tự tải về luôn. Thì sau khi các bạn thì cái này nó yêu cầu mình tải về, mình phải đăng ký rồi mình thực hiện một giao dịch. Và đối với những cái mà nó bắt buộc mình thực hiện một cái giao dịch đó các bạn, thì đơn giản lắm, các bạn có thể dùng tài khoản ngân hàng của mình mà bạn chuyển 10.000 20.000 gì qua, bạn chuyển qua chuyển lại, hoặc là bạn dùng cái đó 20.000 đó bạn chuyển qua cái này xong bạn mua cạc điện thoại cũng được. Đó, vậy là các bạn có 116.000, rất đơn giản đúng không? Thì mỗi app nào bạn cũng làm hết, app nào bạn cũng tải về, bạn đăng ký bạn làm đúng yêu cầu của nó. Đó, bạn khi kiếm được vài triệu là chuyện bình thường, đúng không các bạn? Thì ngoài ra nếu như các bạn có một cái năng lực, các bạn đi giới thiệu cho những người khác, người ta cài những cái app này vào, người ta KYC, người ta thực hiện giao dịch đâu các kiểu, tùy theo nha, mỗi app thôi. Có những app nó chỉ yêu cầu tải về thôi là được. Có những app thì nó yêu cầu phải là sử dụng những dịch vụ trên đó. Thì bạn sẽ vào từng cái để bạn xem chi tiết, bạn đọc những cái điều khoản ha. Nếu như bạn có năng lực, các bạn đi giới thiệu được cho những người khác, người ta cài vào. Thì ở đây nó có hướng dẫn hết nè. Các bạn muốn tìm thông tin chi tiết, các bạn muốn tìm những thông tin chi tiết mà bạn có thể review lại, giống như là mình đang ngồi nói vậy nè, nhưng mà mình không biết đi về cái sản phẩm nó như thế nào hết, thì bạn có thể bấm vào, các bạn coi nó có ghi chi tiết ở trong đó, các bạn đọc rồi bạn sẽ review, các bạn giới thiệu lại cho người ta. Thí dụ như app vay ngân hàng này, những cái app vay ngân hàng á thì cái tiền nó cực kỳ cao nha, 100 mấy đến 200 mấy, 300 mấy luôn đó các bạn. Thì ngoài ra các bạn giới thiệu những cái app ngân hàng này cho người ta cài về, mà người ta mà có thực hiện người ta vay tiền á, thì các bạn sẽ hưởng được cái phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền người ta vay luôn, rất là ngon. Mà cái này nó gọi là một cái tiếp thị liên kết, mà tiếp thị liên kết thì nó sẽ sinh ra một cái thu nhập thụ động cho các bạn. Cái thu nhập thụ động có nghĩa là bây giờ các bạn chỉ cần giới thiệu, các bạn bỏ một cái đường link lên trên mạng xã hội, lên trên YouTube,
Ví dụ hôm nay các bạn đăng, nhưng mà cái link đó của các bạn nó sẽ tồn tại hoài luôn, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Ví dụ 1 năm, 2 năm hoặc thậm chí là 10 năm sau vẫn có người người ta click vào, người ta đăng ký, thì lúc đó các bạn vẫn có tiền chảy về túi các bạn luôn. Đó gọi là thu nhập thụ động, các bạn có thể làm một lần mà các bạn ăn mãi mãi luôn. Rồi các bạn nghiên cứu, các bạn review xong, các bạn post cái đường link mình vừa tạo ở trong AdSense ra, post lên đấy, người ta cài về rồi các bạn có thể yên tâm, các bạn đi chơi, đi du lịch, đi các bạn thoải mái, các bạn làm những việc mình thích mà tiền vẫn chảy về túi các bạn đều đều đó. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.